Dạ em có chồng em từng ly hôn ạ. Có con chưa em? Dạ em có một con trai 9 tuổi ạ. Em ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được 3 năm rồi. 9 tuổi là con trai hay gái Huyền? Dạ con trai anh ạ. Con trai. Ở với ai? Dạ con ở với ba cháu đưa về quê luôn. Con gái em ở Vũng Tàu với ai Huyền? Em ở Vũng Tàu. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Người mẹ mà không được ở gần con á, nó có rất là nhiều cái nỗi niềm. Em có muốn chia sẻ cái gì không? Con ở xa không Huyền? Dạ con em chồng đưa về miền Trung nuôi á. Về miền Trung rồi hả? Em có được Quảng Trị. Con được gặp con nhiều không? Dạ em vẫn về thăm con một năm một lần. Một năm mới thăm một lần? Là do mình không có điều kiện về thời gian để thăm con hay là do mình không được thăm con? Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Bây giờ em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe nè. Rồi em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn gái bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Cao Văn Định, quê ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em đang làm việc tại một công ty nhựa tại khu công nghiệp Bình Dương. Rồi chào nhà trai nha. Bây giờ thì nhà gái sẽ giới thiệu về mình nè. Xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả, chào anh ở bên kia. Em tên là Lê Thị Huyền, em đến từ Vũng Tàu. Dạ em làm công nhân may của công ty dây. Tức là mình từ Vũng Tàu mình lên đây mình ghi hình hả? Vũng Tàu nhưng mà ở Vũng Tàu hay Bà Rịa anh gái? Em ở dưới thành phố Vũng Tàu anh ạ. Thành phố Vũng Tàu luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì một người ở Bình Dương đi Vũng Tàu cũng xa lắm nha. Bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Định cho Huyền nghe. Dạ ưu điểm của em tính tình thì rất trung thực, thẳng thắn, mà cũng biết giúp đỡ người khác khi mà cần, khó khăn, không giàu nhưng mà cũng biết giúp đỡ người khác. Khuyết điểm thì đôi khi cũng hay ít nói, không uống được bia rượu nhiều. Thế đó là ưu điểm đó chứ. Với lại thẳng thắn thì đôi khi cũng mất lòng, mất lòng người khác. Ừ. Nhưng mà thà mất lòng trước hơn mất lòng sau. Mất lòng trước đặng lòng sau ha. Dạ. Nhưng mà cũng đừng thẳng quá. Có những cái việc ta không nên nói thẳng luôn. Ví dụ đừng có nói Ngọc Lan là cười xấu quá. Ví dụ đừng có nói Ngọc Lan là cười xấu quá. Ví dụ vậy nha. Dạ. Chị Ngọc Lan lúc nào cũng xinh đẹp. Chị Ngọc Lan lúc nào cũng xinh đẹp. Bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Đừng có nói về đẹp với xấu ở đây nữa. Nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em cũng nhanh nhẹn hoạt bát. Dạ em biết nấu ăn giỏi. Em nấu những món ăn mà nhậu được. À nấu món nhậu được. Bên đây không biết nhậu. Nhưng em lại biết nhậu á. Trời ơi. Thì tự nấu ăn rồi tự nhậu. Bên đây không biết nhậu, bên kia biết nhậu nha. Rồi gì nữa? Em cũng hay suy nghĩ, em sống nội tâm á. Nhưng mà em biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Em kỹ tính, em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Rồi có khuyết điểm gì không? Em cũng hay tin người, thật thà. Một bên kỹ tính, một bên thẳng thắn. Cũng dễ xích mích lắm nha. Dễ đột lắm. Thầy, bây giờ đường tình duyên của em gái sao nè? Dạ em có chồng, em từng ly hôn. Có con chưa em? Dạ em có một con trai 9 tuổi ạ. Em ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được 3 năm rồi. 9 tuổi là con trai hay gái Huyền? Dạ con trai anh ạ. Trai. Ở với ai? Dạ con ở với ba cháu đưa về quê luôn. Con vợ em ở Vũng Tàu với ai Huyền? Em ở Vũng Bình. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Người mẹ mà không được ở gần con á, nó có rất là nhiều cái nỗi niềm. Em có muốn chia sẻ cái gì không? Con ở xa không Huyền? Dạ con em chồng đưa về miền Trung nuôi á. Về miền Trung rồi hả? Dạ, em có được Quảng Trị. Quảng Trị. Con được gặp con nhiều không? Dạ em vẫn về thăm con một năm một lần. Một năm mới thăm một lần? Là do mình không có điều kiện về thời gian để thăm con hay là do mình không được thăm con? Do em không có thời gian để về chứ. Thôi giờ vậy mình về Quảng Bình, mình ké qua Quảng Trị được không? Gần không? Dạ gần mấy ạ. Gần. Thôi. Cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Cuộc sống nó không có như ý muốn của mình đâu. Đôi khi nó bất như ý đó. Nhưng mà cứ càng buồn, càng rơi nước mắt là mình càng khổ thân hơn nữa em gái ạ. Hãy cố lên Huyền nha. Chia sẻ với em về hoàn cảnh gia đình như vậy. Còn em trai, tình hình em sao? Em thì đã từng kết hôn với một người vợ vào năm 2014. Sau khoảng một năm thì hai vợ chồng chở nhau đi khám bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế. Em đi bằng xe máy, chở vợ. Thì không may tai nạn với ô tô xảy ra. Thì vợ em mất tại chỗ, còn em thì cũng bất tỉnh, cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Thì những người đã chứng kiến cái lúc mà tai nạn thì họ tưởng em là chết xong rồi. Họ đã thắp hương cho em rồi, không ngờ thì em lại sống lại được. Người ta bất ngờ, người ta nói anh là cao số, không ngờ anh là sống lại được. Thì sau hơn một tháng mới tỉnh lại mới biết được là, về nhà mới biết được là vợ mất. Ở tại bệnh viện thì không hề biết là vợ mất. Người nhà dẫu,
không có biết. Lâu chưa về định? Dạ, đến nay là 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Có con chưa? Em chưa. Chưa có? Dạ. Bạn bè người thân với mọi người động viên, nhưng mà sau khi vợ mất thì hơn 1 năm em mới tỉnh táo lại, mới vào Sài Gòn làm việc. Cũng quen 1-2 người nhưng mà có lẽ duyên số hoặc là có cái gì đó chưa hợp nhau. Mặc cảm hả? Dạ. Em bây giờ em sống ở Bình Dương với ai? Em ở một mình nhưng mà có bạn bè ở xung quanh cũng đông. Rồi gia đình Quảng Bình còn ai? Em thì anh em đông. Rồi hoàn cảnh hai bên nói chung là quá nhiều cái bi thương ha. Chia sẻ với anh chuyện này và em hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy lại được cái sức mạnh nội tại của bản thân mình ha. Mình vừa qua được hết tất cả mọi cái gì nó qua nó cũng đã qua rồi. Và bây giờ mình cố gắng mình tìm cho mình một cái người để mình có thể kề vai sát cánh cùng với mình, vực dậy tinh thần của mình và cùng đi đến một cái tương lai tốt đẹp hơn ha. Mình còn tương lai rất là dài. Rồi bây giờ chuyện cũ chúng ta khép lại, chúng ta bắt đầu lật sang một trang mới để đến với một cái cuộc sống mới. Bây giờ nhà gái cho Ngọc Lan biết rằng là nhà gái có mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong được biết chăm lo cho gia đình và quan tâm và hiểu cho em, đồng cảm với em. Người bên đây cũng thèm khát một gia đình lắm, cho nên chắc chắn cái chuyện này là bên đó sẽ đáp ứng được. Rồi còn gì nữa không? Em không thích đàn ông mà màu mè hay là liệt, em thích đàn ông mà vững vàng một chút, gọn gàng. Bên đó là chỉ có màu trắng thôi, không có nhiều màu đâu. Còn cái điều gì nữa em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc nhiều, tại vì em có dị ứng với mùi thuốc. Chú bảo vệ có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không, hay tốt quá. Rồi. Rồi em còn mong muốn gì nữa không? Tôi nghĩ tương lai anh sẽ đón con về không? Dạ nếu, tại vì lúc trước em với chồng cũ có thỏa thuận với nhau là để con lớn này theo ai thì người đó sẽ... Anh rồi, nghĩ thế này, dù sao thì ba của bé cũng có điều kiện hơn. Có thể để đúng bé rồi. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mình, quan tâm, mình gọi điện. Rồi mình có điều kiện về thăm bé là được. Lớn lên thì chắc bé cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Anh nghĩ rằng là chim cũng bay về tổ thôi. Ha. Và chắc chắn là nơi nào đó con em cũng luôn luôn nhớ yêu thương em như là em yêu thương con của mình vậy. Bây giờ quan trọng mình nguôi ngoai để mình tiến tới một cái tương lai nè. Bỏ qua chuyện cũ đi ha. Bây giờ nhà trai, còn em mong muốn một người vợ như thế nào? Em mong muốn một người vợ thì dịu dàng, hiền lành một chút, biết chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc con cái. Nãy giờ em có nghe cô gái nói không? Dạ. Cô này hiền lành lắm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hỏi người nhà đi, hỏi người thăm người, dạ. Người thân cái đã. Người thân của người thân anh. Em hôm nay đến có em trai với mấy người bạn. Rồi cho anh gặp em trai cái đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Chị á thì em nhận xét là cũng dễ thương, chân thành. Qua cái tìm hiểu bước đầu á thì em thấy cũng là cũng phù hợp với cái điều kiện với anh trai của em. Thì em cũng mong muốn là anh chị là tìm hiểu, là em luôn luôn sẵn sàng ủng hộ anh chị. Rất là cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi có một mình. Một mình hả? Không sao. Rồi. Chị Lan lo. Tin chị. Qua bên đây nhìn lo. Mặt chị uy tín không? Dạ có uy tín. Đó. Tin chị là được. Bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Mở rào. Nào bước qua đi Định. Chào, chào em. Anh có gặp em, anh có muốn hoa tặng em. Em chào em. Em cũng có món quà gì tặng anh. Vâng, cảm ơn. Thế lần đầu tiên anh gặp em, anh thấy em như thế nào ạ? Thì em cũng hiền lành, dịu dàng, một người sống nội tâm. Thường thì tính cách của em rất là hay suy nghĩ và sống nội tâm, nhưng mà có chuyện gì đó em cũng hay tủi thân ạ. Nên em cũng dễ khóc. Anh thấy em ở Vũng Tàu, anh ở Bình Dương, cái đoạn đường nó có xa quá không ạ? Anh thấy cũng hơi xa, nhưng mà cái quan trọng là mình có tạo cơ hội cho nhau hay không. Còn xa thì người ta nói là anh chưa nói yêu nhưng mà quen nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội thì mấy đèo cũng qua. Có cơ hội thì ta cứ tìm hiểu, quen rồi chia sẻ, nhắn tin, nói chuyện, rồi gặp gỡ, tại hẹn hò. Em nghĩ ở trên này thì thời gian nó quá ngắn. Nếu như mà cảm thấy mình có cái ấn tượng đầu tiên này thì mình nên cho nhau cơ hội. Chứ còn thời gian trên này mà bảo tìm hiểu để hiểu nhau thì cũng chưa phải là chắc chắn được. Nên phải cần thời gian. Anh làm gì ở Bình Dương ạ? Em làm cho bảo vệ cho công ty nhựa của tại Bình Dương. Em không biết nói gì. Bây giờ mình đặt vấn đề, thí dụ bây giờ Định có thể bảo bọc được Huyền không? Câu chuyện của anh thì anh nói thì chắc em nghe rõ rồi. Anh bắt đầu làm lại từ đầu nên là đến bây giờ anh chưa đi bước nữa là lý do đó. Cuộc sống của anh nói chung thì chịu khó để làm, chịu ổn định thì có lẽ thì anh chưa nói là ổn định được. Nhưng mà anh có vững vàng để bước thêm một bước nữa không, để có thể đồng cảm và chia sẻ với em trong cuộc sống được không ạ? Tại vì em thì cần một người đàn ông mà vững vàng để lo cho gia đình một chút, mà phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán nữa. Anh thì rất quyết đoán. Nãy giờ anh hiểu cô gái bên kia hỏi là anh vững vàng chăm lo gia đình chưa. Thí dụ bây giờ nè, Quyền đi,
nghỉ việc ở Vũng Tàu, về đó hỗ trợ xin công việc cho Huyền, rồi Huyền với em cùng xây dựng tương lai Bình Dương. Vâng. Được không? Được như vậy thì rất là tốt. Mà vấn đề là cái kinh tế của anh á, bây giờ em thì lại là một cái người phụ nữ, cho nên là em về vấn đề kinh tế là em cũng phải nói thẳng vô để bảo vệ cho thân chủ của em. Bây giờ hoàn cảnh của anh như thế rồi, thật ra bảo vệ thì chúng ta hiểu rồi, lương nó cũng cơ bản như vậy thôi. Vấn đề chỗ là nếu mà Huyền về Bình Dương thì có thể hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, Huyền thì cũng đó, đi làm đó. Việc rồi anh em hỗ trợ nhau, ví dụ mình làm thêm một việc gì đó, rồi công việc của anh vẫn đi làm, vẫn đi làm rồi về phụ vợ hay thêm đó, rồi bỏ đó. Hàng gì đó. Bây giờ một quan trọng ta hiểu nhau, yêu nhau thì bạn bè sẽ hỗ trợ được vấn đề về kinh tế. Nhà trai chúng tôi hơi bi quan về việc đó. Yeah. Đừng lo vậy em. Yeah. Lúc anh lấy vợ anh không có xe để đi, không có nhà để ở. Yeah. Anh ở nhà thuê đó, anh đi xe mượn luôn đó. Nói vậy cho em hiểu, thành ra là không có gì để ngăn bước được chúng ta yêu nhau. Yeah. Phải yêu nhau cái đã, thương nhau thì việc gì ta cũng tiến tới được hết. Được không? Vâng ạ, đúng ạ. Nói vậy em gái thấy ổn không? Thật ra hai bên cũng có hoàn cảnh như nhau. Anh biết là em cũng ở trọ ở Vũng Tàu đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, hai người cứ tìm hiểu nhau. Nếu mà hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ kiếm một việc làm cho Huyền ở Bình Dương. Dạ. Rồi Huyền về Bình Dương ở. Vào đây có mấy người con trai người ta hỗ trợ mình. Nếu anh tính á, thì anh sẽ đưa Huyền về Bình Dương tốt hơn. Được không Huyền? Anh thấy anh tính vậy ổn không? Dạ. Đó, anh đưa ra cái tư vấn vậy thôi. Còn chuyện... Đúng, đó là anh nói ổn, còn anh định lại không ổn hay sao? Ổn không Định? Dạ, ổn anh ạ. Đó. Dạ. Thật ra hai bạn dưới đây nè, người sẽ tư vấn cho và hỗ trợ cho các bạn. Em nói gì cho bà nhà gái người ta yên tâm thôi em trai. Em trai thì mong muốn là anh chị cứ yêu thương nhau. Kinh tế hiện tại giờ thì anh trai em thì cũng làm mấy năm thì cũng có một chút ít rồi. Đó. Không phải là khó khăn lắm đâu. Giờ chỉ có yêu thương là có hết. Theo em như thế. Nói là nói cho em đó, bây giờ đứng lên nào Huyền. Em cũng đang băn khoăn đúng không? Trong lòng cũng chưa có dứt khoát. Bây giờ nắm tay chút xíu đi. Cho mình cảm nhận coi cái bắt tay nắm người tay người đàn ông này là chân thành đó. Đó, em rất chân thành. Anh đã bảo đảm em giờ á, anh này anh hiền từ con chút chút rồi, nghe em trai nói không, hai người kia đảm bảo rồi. Tìm hiểu được vài ba tháng sau về Bình Dương luôn cho anh. Mình góp gió thành bão thôi em ơi. Rồi hai người nắm tay nhìn thẳng nhau coi, sâu vào đáy mắt nhau coi. Đó. Ấm áp không nè? Dạ rất ấm. Ấm không? Dạ. Bây giờ thôi hai người về chỗ ngồi đi. Nào. Bây giờ thật ra anh muốn nói hết những cái gì của anh suy nghĩ về Định cho Huyền hiểu hơn, để Huyền đưa ra quyết định cho chính xác thôi. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, bấm. Được. Chúc mừng. Được đó. Đây là cơ hội đầu tiên. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau nào. Huyền ơi, nếu em còn băn khoăn điều gì thì xuống dưới trao đổi đi. Anh nghĩ rằng hai người này sẽ giải thích cho em tất cả. Định thì nhiều khi Định nói không được đâu. Dạ. Anh biết cái ý của Định như vậy, nhưng mà anh sẽ nói thay Định ha. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Trời ơi, ổng hôn. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu nhau, yêu nhau và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Dạ. Giờ thì em cũng có biết vài bạn, nhưng mà như là mình chưa gặp đối tượng phù hợp á. Nghe vài bạn là hiểu rồi đó. Có nắm tay ai chưa? Như là cũng có rồi. Có nắm tay rồi. Có được ai hung bao giờ vào mình hung bao giờ chưa? Có ai hung mình bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên, và hai mối tình sau là đi làm. Nhưng mối tình giữa là mối tình dài nhất rồi. Vì sao chia tay? Dạ là do bạn nữ chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Lâu ngày thì sao mà cách lòng, nên hai đứa cũng quyết định là đường ai nấy đi. Nên ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái nè. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào bạn nam bên kia và chào khán giả chương trình ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên Trần Ngọc Yến Thanh ạ. Con sinh năm 1993. Hiện tại là con làm để tao khách sạn. Ở đâu? Dạ em quê quán tại Cần Thơ ạ. Là em làm ở Cần Thơ luôn. Dạ em làm tại Cần Thơ ạ. Wow, là từ Cần Thơ mình lên đây mình ghi hình chương trình hả? Dạ. Bên nhà gái giới thiệu rồi, bây giờ em giới thiệu cho bên kia nghe đi. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan à. Chào bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đã có mặt tại chương trình hôm nay à. Em tên Võ Tấn An, em sinh năm 1991, em cũng đến từ Cần Thơ à. Ôi trời, vậy là đồng hương hả?
Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Ở đâu hỏi bên kia có gần nhau không? Bạn nữ cho mình hỏi là bạn ở Cần Thơ nhưng bạn ở quận huyện nào vậy? Mình ở đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều ạ. Hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Là có gần nhau không ạ? Mình không có rành địa bàn lắm. Dạ, hiện tại từ Thốt Nốt đến Ninh Kiều cách nhau khoảng 50 km đó chị. Ở 50 gần xịt ha. Đồng hương là dễ nói chuyện rồi đó. Đúng rồi, bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng hoạt bát với lại biết nấu ăn à. Còn cái nhược điểm của em thì em không có chịu được áp lực cao. Mà cuộc sống bây giờ áp lực dữ lắm đó em ơi. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì em ít nói và hay ngại chia sẻ về bản thân cho đến với người lạ. Chia sẻ lễ tân được không? Dạ chắc được ạ. Em gái cho chị Lan biết là cái tình trường của mình như thế nào nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em cũng có biết vài bạn nhưng mà như là mình chưa gặp đối tượng phù hợp ạ. Thế là chưa quen ai hết? Nghe vài bạn là hiểu rồi đó. Tức là hồi nào giờ chưa có yêu ai luôn. Dạ nhà tình yêu chưa có thực sự. Chưa có tình yêu luôn, dạ. Chỉ có tình bạn thôi. Tình bạn à? Có nắm tay ai chưa? Như là cũng có rồi. Có nắm tay rồi. Quan trọng là có được ai hung bao giờ mà mình hung bao giờ chưa? Có ai hung mình bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa. Rồi. Chưa ai hung hết. Khỏe re rồi đó. Thấy chưa? Bên đây cười, qua bên đây. Cười khoái chí rồi đó. Chào nhà trai. Nhà gái của tôi là chỉ có nắm tay thôi mà nắm tay tình bạn đó. Tay bạn bè thôi đó. Ừ. Chứ không có nắm tay một chút xíu gì là tình cảm đâu. Cảm giác quá tốt à. Quá tốt. Quá tốt à. Tình trường mình sao? Kinh nghiệm hơn bên kia không? Trước giờ em cũng trải qua 3 mối tình à. Vậy là kinh nghiệm dữ dằn à. Dữ dằn đúng rồi đó. Sao 3 mối tình đó là sao? Mối tình nào dài nhất nè? Mối tình đầu tiên là thời sinh viên và 2 mối tình sau là đi làm. Nhưng mối tình giữa là mối tình dài nhất ạ. À. Dài mấy năm? Khoảng 4 năm mấy. Wow, là dài đó. Sâu đậm rồi đó. Rồi sao chia tay? Dạ là do bạn nữ chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Lâu ngày thì sao mà cách lòng. Nên hai đứa cũng quyết định là đường ai nấy đi. Trời đất. Từ Sài Gòn xuống Cần Thơ nó không có nhiều xa. Từ Cần Thơ lên Sài Gòn không có nhiều xa hết trơn á. Mày mới có nhiêu đó thôi mà sao mà cách lòng rồi. 4 năm rưỡi là người ta xa tới Hà Nội cũng còn yêu được nữa đó. Em với bạn là cũng như là thống nhất với nhau chia tay cũng hai đứa cũng như là nói một lượt kìa. Vậy đó hả? Nói một lượt luôn. Chào cô gái Cần Thơ. Nãy giờ nghe câu chuyện bên kia con gái thấy sao? 4 năm rưỡi chia tay mà xa mặt cách lòng á, mình vậy có xa không? Con nghĩ là trung tỉnh, trung thành phố cũng không xa lắm. Không xa lắm đúng không? 50 cây. Nãy giờ anh kia nói chuyện như vậy mình cảm nhận cái giọng nói của anh có mát không, có nhẹ nhàng không, cái giọng nói nó có thấm vào mình không? Dạ cũng có ạ. Có đúng không? Giọng nói thì cũng ấm áp rồi. Ấm áp đúng rồi, dạ. Nhẹ nhàng đúng không? Không. Bạn gái là hồi nào giờ là có rất là nhiều người bạn nhưng là chưa tìm được người hợp, vậy thì người hợp với em nó sẽ là như thế nào? Người mà hợp với em thì biết nấu ăn nè, biết chăm sóc gia đình, không gia trưởng, không như là nghiện rượu, không game gì đó. Không nghiện rượu, nghiện thuốc, dạ, nghiện game đúng không? Dạ không, cứ đối tượng. Đó, nãy giờ mình nghe bên kia nói mình có tin rằng bên kia không có những điều đó không? Dạ, con chắc có thể là con tin. Tin đó. Tư đối tượng có dính cái nào không? Nói để chị Lan biết, chị Lan qua kia, chị Lan thương thảo cho. Dạ không ạ, em không có nghiện rượu, nghiện game, nghiện thuốc gì hết à. Có nghiện cái gì không? Dạ không ạ. Chỉ nghiện cô gái đó thôi là được rồi nghe. Dạ. Một cái mẫu hình lý tưởng cao thấp gì đó con có tưởng tượng ra không? Cao, người cao cỡ 1m7 cho lên, không phải hình thì vừa nhìn mà đẹp trai cũng được. Đẹp trai cũng được đúng không? Được. Ở đây dễ thương nha, 1m72 lận. Đẹp trai à? Ừ. Không có giỡn đâu. 1m72 chưa kể là mang đôi giày đụng độn lên rồi được 1m74 nữa. Bên kia là cái yêu cầu nó cũng đơn giản lắm. Chị nghĩ là em đã đáp ứng được hết. Về ngoại hình thì em cũng đã đáp ứng được luôn. Vậy thì bây giờ cái nhu cầu bạn gái của em như thế nào? Hình dạng ra làm sao? Mẫu hình như thế nào? Tính tình ra làm sao? Dạ em cũng mong muốn tìm được một bạn nữ là cũng biết chăm lo cho gia đình. Biết luôn. Dạ, nữ tính, dịu dàng, dễ thương. Bên đó nữ lắm. Không có một miếng nam nào hết. Bên đây rất là cao, hiện từ 1m58 nữ tính luôn á. Dư luôn. Ừ. Được rồi. Bây giờ á là anh thấy này là hai bên rất là hiền lành. Đúng luôn. Đúng rồi, dễ thương lắm. Nhẹ nhàng, rất là hợp tính nhau đó. Từ nụ cười tới ánh mắt tới giọng nói cho tới tính tình luôn. Mình thấy rất là hợp với nhau. Rồi bây giờ con đi với ai con? Dạ con đi với mẹ, với anh trai con. À có mẹ hả? À. Rồi. Rồi chào nhà gái. Chào nhà gái. Dạ, bây giờ nhà gái cho xin ý kiến nè. Thấy nhà bên nhà trai tôi sao nè. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bên nhà trai. Bây giờ thì mẹ nhận xét là cậu này đó là cũng hiền lành, cũng có những đức tính là cũng là thuộc loại là thanh niên ngoan. Thì việc chuyện tình cảm đó là mẹ để cho tụi con chủ động. Nếu con cảm thấy rằng đó là một nửa của mình thì đây là một cơ hội để tụi con tìm hiểu. Thời gian á thì nó sẽ trả lời tất cả những yêu cầu của hai đứa con để coi mình có hợp hay không. Dạ. Cảm ơn cô, quá trời tâm lý rồi. Tâm lý rồi. Người mẹ vợ tương lai quá tâm lý.
đi với ai? Dạ em đi một mình là do sáng đi với ba, nhưng mà ba sức khỏe hơi yếu đường xa, em kêu ba ở nhà để em đi với anh. Có gì nhà anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan hỗ trợ giùm em. Yên tâm, có anh Quyền Linh rồi. Mở ra dễ thương lắm nghe. Nào đứng lên, chuẩn bị tinh thần, hít hơi thật sâu vô, cầm quà đi ha. Chuẩn bị bước qua nhà gái. Dạ hôm nay đến chương trình thì em có món quà này cho anh. Khi lạnh là anh sử dụng hàng ngày thì sẽ mấn gương em. Anh cảm ơn, anh cũng có món quà nhỏ để tặng em. Hàng ngày em sử dụng đến em cũng nhớ đến anh ạ. Dạ em cảm ơn anh. Hỏi hai người nói chuyện nhau đi. Thế bên anh chào em à. Dạ được anh. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là rất là xinh đẹp, dễ thương và hiền. Em có cái cảm nhận gì khi lần đầu tiên em gặp anh không ạ? Lần đầu tiên thì em gặp anh thì em cũng có cái cảm nhận là anh là có cái sự ấm áp với lại nam tính, có sự chu đáo trong đó. Anh cảm ơn những lời nhận xét của anh. Em dạ, nhưng mà mình hẹn hò thì một tuần mình gặp khoảng mấy lần? Một tuần chắc mình gặp một lần được, tại thường thường anh làm thì anh nghỉ ngày cuối tuần á. Dạ. Hay là cuối tuần anh xuống Cần Thơ được. Dạ. Em làm bên lễ tân thì buổi tối thì em sẽ rảnh, tại cuối tuần em cũng rảnh luôn. Em có thường hay đi chơi, đi xem phim hay đi đâu không? Em thì thích đi xem phim với lại đi ăn uống hay hoặc là đi trà sữa. Em có câu hỏi nào để hỏi anh thêm không? Dạ, cho em hỏi là anh chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa? Thì anh cũng có chuẩn bị cho việc mình kết hôn à. Thì em cũng có chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị gì? Như là chuẩn bị những kỹ năng mà để mình sau khi kết hôn chị. Như là kỹ năng nấu nướng rồi chăm lo gia đình. Kỹ năng chăm lo gia đình, cái này đúng, hay nè. Hợp lý đúng nha, rồi. Rất là hay nha. Còn em chuẩn bị gì? Em cũng chuẩn bị về tinh thần và vật chất nhỏ. Ví dụ như tiền đám, tiền đồ đấy chị, tiền đi rồi vậy. Là để dành rồi đúng không? Dạ. Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Dạ lớn thì chắc hiện tại là chưa được ạ. Chắc phải để thời gian sau. Đúng. Từ đúng. Lớn lớn gì? Thì người ta hỏi. Có tình yêu thì sẽ có từ từ nó làm nên vật chất thôi, chứ không phải lấy nhau có tiền sẵn đâu. Thì đúng rồi. Đừng có lo chuyện đó. Nhà trai tôi là yên tâm về tất cả mọi thứ, nhưng mà về kỹ nãy bên đây là kỹ năng về làm vợ rồi đó. Mình có học kỹ năng chuẩn bị kỹ năng làm chồng không? Kỹ năng làm chồng thì em cũng có tìm hiểu sơ bộ. Ví dụ làm chồng phải làm gì cho vợ nè, làm gì cho vợ hạnh phúc nè. Trước tiên là phải biết chăm lo cho gia đình trước. Ví dụ như là trong cái vấn đề xây sở, ví dụ như phải chia sẻ về cái công việc, cuộc sống đồ này nọ, hay là phụ vợ, phụ gia đình, phụ con đồ này nọ, làm những công việc lặt vặt ở nhà. Kỹ năng mà làm cho vợ hạnh phúc là gì biết không? Đơn giản thôi. Cái đó chắc nhờ anh Quyền Linh chỉ em ạ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Mình sợ vợ, mình tôn trọng vợ là vợ hạnh phúc liền. Vậy thôi. Đó là kỹ năng cứng cũng như kỹ năng mềm mà em cần phải có. Bây giờ hai đứa hai bạn này dễ thương. Tới gần một xíu đi nào. Xin đó, đưa cái tay bên kia. Mặt đối mặt, tay trong tay. Nhìn thẳng mắt nhau coi. Thì nãy giờ qua trao đổi thì em có cái cảm nhận gì về anh ở thời điểm hiện tại này? Dạ, thời điểm hiện tại thì em cảm nhận về anh là ấm áp với lại sống tình cảm. Nếu như hai đứa mình mà hợp nhau mà muốn tiến tới hôn nhân thì em dự định là thời gian nào là thích hợp nhất? Thì em nghĩ là trong năm nay. Rồi, bây giờ hát bài tặng cô gái đi. Anh cũng tặng em một đoạn nhỏ của ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Nắm chặt tay rồi nhìn bạn gái hát nè, cho nó tình cảm nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ bên nhau đến cả cuối đời. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu, xin em hãy cứ tin. Xin hát ạ. Nói với bác gái một câu gì đi. Bác ơi, cho phép tụi con vậy đó, thử nói một câu đi. Cảm nhận con bác sao nói. Dạ, con xin chào bác gái ạ. Xin chào thành viên gia đình ạ. Trước tiên là con cảm ơn bác gái đã dành thời gian để tham gia chương trình và cũng như đã đến đây để cho con có cơ hội được gặp bác gái và gặp em ạ. Dạ, thì bác gái cho con xin một ý kiến nhỏ góp ý là bác gái có cảm nhận như thế nào về con để con có thể là thay đổi, bổ sung hay là sửa chữa gì hơn để con hoàn thiện sau này hơn mà. Bác cũng nhìn thấy con là hiền lành, nghĩa là trong cái lời nói và cử chỉ của con thì thấy là cũng thích hợp với con gái của bác. Còn gọi là những cái ưu và khuyết của con á, bác nghĩ là nếu mà con chân thành, trung thực thì hai cái đó nó sẽ quyết định cái tình cảm của con lâu bền. Dạ, con cảm ơn. Con gái muốn nói gì với mẹ không?
Dạ con hy vọng chương trình này thì con sẽ tìm được người theo ý của con, lại làm cho mẹ hài lòng hơn. Mà hy vọng là chương trình này sẽ cho tụi con có một cơ hội và một nửa yêu thương của con á sẽ gặp nhau. Dạ. Nhà gái có chịu nhà trai tôi không? Đã chịu. Chịu hả? Rồi bây giờ nhà trai thấy nhà gái tôi sao, có chịu không? Dạ thì em cũng muốn nhà gái cho em cơ hội để hai đứa mà tìm hiểu nhau ạ. Vậy hai đứa đứng yên, mình sẽ làm giúp cái việc cho hai đứa nha. Nhà gái nè, có bấm không? Dạ bấm. Nhà trai có bấm không? Dạ bấm ạ. Chúc mừng. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hạnh phúc hai đứa sẽ là hạnh phúc của mẹ đang ngồi dưới đây. Xin phép bác cho con nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép bác với là em cho con được hôn em nụ hôn đầu tiên à. Đó, bác gật đầu rồi kìa. Bác gật đầu rồi đó. Má cho phép rồi má. Dạ. Người ta nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời luôn đó. Trân trọng tất cả những gì đầu đời của một người con gái nha. Dạ. Em trai nha. Dạ. Anh nghĩ rằng nãy giờ anh đánh giá không sai lầm về em đâu. Một chàng trai rất là hiền lành, chất phát, thật thà. Hãy giữ lấy cô gái hiền lành này nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Chị Lan hy vọng là cái sự khởi đầu này, một cái người con trai đầu tiên song hành cùng với em sẽ đi cùng với em đến cuối cái con đường. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng nhau. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Huyền Linh. Em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nhung. Em quê em ở Nam Định. Em đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Em năm nay 45 tuổi. Rồi chị em nhìn rất là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều luôn. Nãy giờ Ngọc Lan cứ gọi là em thôi. Lỗi chị. Sao sao? Chị ơi, là mình bay từ Đắk Lắk vào đây để mình tham gia chương trình. Em đi ô tô ạ. À. Dạ, dạ. Ui, vậy chị lái xe bao nhiêu tiếng? Dạ không, em đi xe khách. À. Em đi với đồng nghiệp em. Nhung là ở Đắk Lắk hả? Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Làm công việc gì Nhung? Em giáo viên tiểu học ạ. À, rồi mời em trai. Xin chào Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan bên kia, chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Nhân Ron, sinh năm 71 ở Tam Quan Bắc, Hòa Nhân, Bình Định. Nghề nghiệp là làm cơ khí. Cơ khí. Đam mê cơ khí từ nhỏ. Ron đang làm ở đâu? Tam Quan Bắc, Hòa Nhân, Bình Định. À là tại Bình Định luôn. Dạ, tại Bình Định luôn. Rồi người Đắk Lắk, người Bình Định nha. Mình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, dạ em thì có cái ưu điểm là rất là vui vẻ và hòa đồng, và ví dụ như về thời gian nội trợ thì cũng tương đối ổn, còn về kinh tế thì em cũng tự chủ. Còn về cái nhược điểm của em thì đôi khi em rất là nhiều khi nhút nhát, với lại hay tủi thân và mùi lòng. Hay gì á, chị Nhung có một đôi mắt rất là ướt. Em nhẹ mà dạ, là dễ tuổi thân là đúng rồi. Hình như bên đây bị cảm rồi, giọng 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 hơi yếu à. Hơi yếu đúng không? Dạ em bị cảm. Thôi, ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Dạ, như nói ưu điểm thì gần như rất là chăm chỉ, sáng tạo, thích chế tạo những cái máy móc mà mình làm. Hầu hết những máy móc mình làm thì đều có thể tự chế tạo được. Đam mê từ nhỏ mà. Đam mê từ nhỏ, rất là sẽ rất là thích sáng tạo. Nhưng bây giờ hiện nay là cơ khí mình đang làm gì nè? Nói chung là cụ thể là cũng tự chế tạo được các loại máy và tự làm được một cái xưởng là sản xuất combo và ba ga xe máy. Đi bán vòng 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 cho bà con mấy người. Ba ga xe máy. Dạ. Dạ. Ba ga đi chở đồ á, với cái combo á, chỉ làm cái combo thôi. Rồi ở huyện nào? Dạ làm ở huyện Hoài Nhơn. Hòa Nhơn Bình Định, tức là giáp ranh Quảng Ngãi. Dạ đúng rồi, đi qua Quảng Ngãi. Rồi hiện nay thì tình hình yêu đương của mình thế nào? Dạ, yêu đương thì cũng trải qua một đời vợ. Kết hôn năm 2007, cũng có được hai cháu trai. Cháu trai lớn là nhiều? Lớn 14, nhỏ 1. Lấy vợ, ở với vợ được mấy năm? 2007 đến 2018 là xong rồi. Cũng mười mấy năm. Dạ. Sao chia tay? Cái này chuyện thì nó cũng dài, nhưng mà chắc trong này thì mình cũng có phần lỗi. Đúng, đó. Cái này là quan trọng. Ví dụ lỗi mình là gì nè? Có thể là mình đã làm lý do nào đó mình đã làm tổn thương vợ. Thì vợ lại làm tổn thương gia đình. Cho nên là đến một lúc nào đó tất cả đã người làm rồi thì thôi thôi. Bây giờ lấy vợ về có làm tổn thương vợ đó không? Cái này thì phải nói là cố gắng tốt nhất có thể để không làm bất cứ điều gì để tổn thương gia đình mình. Đúng vậy.
cái này là rất là quan trọng luôn. Mà Linh thấy anh nhận ra điều đó rất là tốt. Đúng rồi. Bây giờ mình cố gắng hết sức, mình không thể làm tổn thương cho vợ và gia đình nữa. Bây giờ con đang ở với ai? Con thì lúc ra tòa thì lớn ở với mình, nhỏ ở với Mỹ. Nhưng mà Mỹ thì làm ăn xa, nhỏ ở với ngoại thì nó cũng mến bố nó về rồi đó. Tóm lại là mình luôn. Hai bố con ở bố ở với mình lớn đúng không? Ở luôn lần ở ba cho con ở luôn. Ba cho con luôn. Hai kia là học hành sao rồi? Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5. Cháu rất là ngoan, rất là khỏe mạnh, rất là... Kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa rồi, thậm chí có đứa con còn nổi không? Tốt anh. Tốt luôn. Rồi. Giờ nếu thật sự, nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa lên được. Nếu ai vậy thì... Quá rõ ràng, quá bản lĩnh. Nhà gái hiện giờ bà mối hiện tại đang rất là có cảm tình. Tình duyên của mình. Em thì cũng có một chồng và bạn em đi hôn nhau. Em có hai con, thì con em, con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Dạ, kinh tế bọn em thì cũng ổn định. Em ly hôn, thực ra ly hôn em ly hôn năm 2008, nhưng mà vẫn ở với nhau cho đến năm 2017, bọn em mới tách ra ở riêng. Dạ. Đây, nghĩa là hai đứa con đang ở với em hả? Hai đứa con em thì con đầu tiên thì đã lập gia đình và cũng có công ăn việc làm ổn định rồi. Còn bé thứ hai thì cháu học đại học năm cuối, cũng đi thực tập luôn. Dạ, em đang ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ. Nhà riêng hay là? Nhà riêng luôn. Nhà riêng luôn. Dạ. Công việc? Công việc em giáo viên tiểu học em cũng ổn định luôn. Ổn định luôn. Nói chung là ổn định hết. Muốn tìm một người nào cảm giác được đó sẽ phải tốt cho em. Tất cả những cái em quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và tình thương đấy, quan trọng nhất đấy. Chứ một cuộc hôn nhân trước thì em cũng có đầy đủ yếu tố khác, nhưng mà có một thiếu gì chút đó thì chia sẻ hoặc là tình thương ấy, cho nên là dẫn đến có đoạn nhất như vậy, cho nên em cần cho đấy. Dạ, đây nói hết cuộc gian ngắn rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận bên là anh ấy cũng là rút kinh nghiệm về cuộc hôn nhân trước và có lẽ em cũng vậy. Dạ. Tự nhiên sau khi chia sẻ của hai người này, cái da gà nó nổi lên. Mình có cái cảm giác hai người này là cũng nhau. Dạ, anh ơi, em là đại diện nhà gái. Em xin phép qua hỏi thăm một chút xíu. Bây giờ mình muốn có một người bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng tầm là mất 6 trở lại thôi. Có luôn. Rồi cũng... Da thì cũng đừng có đen lắm. Là dễ nhìn có, đầy đủ tay chân là những thứ quan trọng là được rồi. Giáo viên mà. Thành ra là cũng an tâm. Dạ. Anh có một cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Không nói, nhưng mà thật sự có những người phụ nữ mà cứ không có phân biệt thị phi không thích thị phi rất là ra ấy nghi người ta thị phi nói này nói cho mình không có phân tích, không có biết cái nào là có lợi có hại cho mình. Thì tình mình không thích cái đó. Đúng đúng. Hiện nay trên mạng xã hội cũng có những tin ảo trong việc dân này kia. Mình xem thì mình cũng phải biết phân tích cái nào đúng, cái nào sai. Chứ mình cũng theo theo đó thì đúng là cũng mệt mỏi lắm á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Anh đi nhà nhỉ? Mình có cái gì chưa? Có 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 gì chưa? Em đi với cháu của em và đồng nghiệp. Cháu em tên là Phương á. Dạ. Rồi chào nhà gái. Em là bạn thân của Dung, cũng là vừa là đồng nghiệp. Dạ. Còn đây là cháu, ba người cháu. Trước tiên em xin chào anh Kinh Linh, chào MC Ngọc Lam, chào quý vị khán giả có trong trường quay. Dạ. Với Nhung thì có rất nhiều những ưu điểm, Nhung rất mạnh mẽ, tự lập tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà mỗi người thì có một hoàn cảnh riêng. Với cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng khá lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì vì Nhung là một con người sống cho gia đình, cho nên là mãi đến bây giờ mới đi tìm nửa hạnh phúc còn lại của mình. Thì với bạn anh ở đây thì cảm thấy anh cũng đã chia sẻ và mạnh dạn nhận những cái ưu và khuyết điểm của bản thân mình. Thì với bản thân em thì em cũng thấy anh khá thẳng thắn, với một cái tính cách khá thẳng thắn. Đến đây thì không duyên thì chắc cũng có nợ. Thì hai người có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thôi hai người cũng không thể đủ giải quyết được rồi, mình mở rào ra thì gặp mặt đi. Nếu mà đúng á thì mình bấm nó ha. Mở rào. Bắt đầu rồi. Bước qua luôn. Bước qua cái hàng rào tình yêu đó. Sáng sớm anh vừa chỉ mua được hoa nhỏ. Cảm ơn.
Em cũng có. Còn cái này là kể lại quê. Đi đâu đi cũng hay nghe bà con hay nói đến nhà biết lá gai và trắng chiều. Này đi như đây xin trước mời anh tự bóc dùng. Bóc dùng được khen bà con cái luôn á. Quê ở Bắc Hoài Nhơn á. Dạ rồi biết lá gai. Bình bình. Mời Ngọc Lan cái đi, Ngọc Lan khen giùm bà con luôn ha. Dạ, cái này là dạ, dạ, mở cái này sẽ hơn có thể đấy thì nhưng mà sau em mong món quà tặng anh ạ. Dạ, cảm ơn. Béo nhưng vừa ha, có lòng còn máu gừng nữa, có đất đất thì ngon. Vì bình định luôn thấy ngon. Hiện tại là anh sống với ai? Anh thì anh sống hai đứa con, ba cha con đó. Ba cha con ở với nhau, đang ở Bình Định. Thế là anh mở sở tại nhà luôn? À, tại nhà luôn. Tự anh mở lại tự làm luôn. Con anh cũng một cháu cháu cấp một cháu cấp hai. Đúng rồi. Ông bà nội ở gần đấy ạ? Ông bà nội thì ba mất lắm rồi, sao mẹ mất lắm rồi. Nhưng mà nếu mà anh và em phải tiến tới với nhau thì cái nghề nghiệp của em thì nó ổn định ở một chỗ, anh thì ở đấy thì theo anh sắp xếp thế nào? Nói chung bây giờ bằng quan ảnh nó thì thế này, con anh còn nhỏ, phải cần cái sự mà chăm sóc cơm nước này nọ thì hào. Cái chỗ đó là cái chỗ anh cũng đang làm ra tiền. Nói chung cái nghề của anh thì có thể giờ đây chỗ khác cũng được, nhưng mà đi lên trên mà cái nghề công nguyên sự thì nó hơi khó. Tại vì cái mặt hàng này hàng nó có đi qua tới nóc. Tuy nhiên, nhưng anh nói vậy nhưng mà tuy nhiên thì là nếu như anh chị mà cảm thấy thích nhau, đúng không? Có thể cùng nhau giữ cái mối quan hệ này, rồi tạo một điều kiện thời gian ở đó chúng ta có thể gần nhau được. Tại vì anh làm thì luôn luôn có kế hoạch. Mà kiểu cái cuộc sống anh nó vậy, nhưng sau này con nó lớn thì anh cũng có thể, anh cũng có kế hoạch rồi, có thể tự tìm cho mình một cái chỗ quê nó xấu xấu đó. Anh làm cái đó bao nhiêu năm rồi ạ? Cái này thì anh khởi nghiệp cho anh làm trong 2012 nữa. Cái này là anh tự mình mò, tự làm, tự gây dựng ra. Chứ còn cũng không phải là đi học hay là tự mua cái gì. Thì cái nghề cơ khí lại có của anh tự chế ra những cái máy, chế ra những cái dụng cụ để làm cho phù hợp cho mình. Anh tự chế tạo ra? Tự. Ồ, chứng tỏ anh rất là lạ. Anh thích làm nhỏ vậy, anh thích đam mê lắm. Thế theo anh thì anh mong muốn thế nào trong gia đình ạ? Nói chung anh thực sự là anh nếu anh muốn có người vợ mà muốn đi với anh hết đời là cũng người vợ và cái kiểu. Tại vì anh có cái gì thì biết là con nó còn nhỏ, công việc cái đó anh làm để nó dễ hơn, nuôi con nó dễ hơn, con nó lớn rồi thì chừng nó dễ nữa, tự làm thì anh có nhiều cái dự định lắm. Chứ còn không phải nó chỉ đơn giản là nó dễ. Nếu đặt trường hợp mà anh với em mà có một cái sự kết nối thì anh dự định thế nào? Kết nối thì tháng 2-3 lần. Nếu như anh mà đến được thì anh mong muốn nhất là em về nhé. Cái đấy thì liên quan đến chuyển đổi công tác nữa. Thì đó, cái đó thì có thể làm được. Thế tình là nói vậy, tại vì ở chỗ anh nó nói thiệt, em muốn làm bất cứ cái gì mà em cảm thấy tự tin, cảm thấy thoải mái là anh hoàn toàn đồng ý. Anh có thể hỗ trợ những cái gì anh có thể hỗ trợ được. Cái thuận lợi đó là nhà gái nên chuyển về nhà trai lại. Bởi vì nhà trai cái công việc đang rất ổn định, có thể lo luôn cho bên nhà gái luôn. Đó, nhà gái thì thực ra ngày tiểu học cũng dễ sinh, chứ không phải là khó. Mà ở đâu có kinh tế là chúng ta có thể ở được. Ở đâu nghĩ rằng là nhà gái có thể ưu tiên nghiêng chút xíu. Nhưng mà thật ra nãy bên nhà trai thấy bạn nói cũng rất là hay. Do nói là nếu như mà được thì sau này có cách thì cũng sẽ chuyển về nhà vợ luôn. Không quan trọng, thậm chí mình làm luôn hai cái cửa hàng. Một cửa hàng với nhà chồng, cửa hàng nhà vợ rồi đi lại làm ăn cũng được. Bởi vì bây giờ mình lớn rồi, mình phải phát triển kinh tế để sau này mình lớn hơn nữa, có kinh tế ổn định nên mình hưởng thụ thôi. Thì ví dụ như bây giờ trong một gia đình thì lúc đấy thì con anh cũng như con em rồi, con em giờ nó trưởng thành, nó lập gia đình riêng rồi thì giống như cứ đi đi về về chăm sóc thôi. Nếu mà xây dựng cùng một gia đình thì lúc đấy em sẽ vun đắp cho con anh thôi, chứ còn lại con em thì ở riêng. Hai người này hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Một người rất là năng động trong công việc phát triển kinh tế, một người gọi là có thế mạnh về dạy dỗ của con cái, gọi là bảo bọc cũng như là chăm sóc gia đình. Lần đây anh ron cũng lên ron giống như cái ron xe, cái ron máy này kia đó ha. Bây giờ cô giáo với lại kỹ sư cơ khí mình nắm tay nhau, giao lưu với nhau đó. Bây giờ nãy giờ nói chuyện với bạn gái cô giáo bên kia thì anh ron cảm nhận thế nào, nói cho cô nghe đi, thấy em là người thế nào, thấy cô giáo là người ra sao, có mong muốn điều gì hay không, cảm xúc mình có tốt không, trái tim có đập hay không, ví dụ như thế.
nào nói đi con dân. Rồi, dạ, anh xin nói thiệt với em thế nào. Anh về làm cơ khí, thực chất bản thân cũng là nông dân. Anh cũng hay là nói, nó hay nhánh gọn. Nó cũng... nói chung cái bọc thật lắm. Còn cái dạng cô giáo rồi hay văn phèo thì chắc chắn là cũng là mấy anh công chức rồi. Thiệt tình đó. Nhưng thật sự, anh cầm tay em, anh cảm thấy rất là mát. Nhưng không... không biết là có đặt hôm nay nhiều vào chỗ này không, thì tình anh không biết. Anh chỉ thấy cảm xúc của mình. Đó. Anh sẽ làm cái cảm xúc của mình. Còn cái chuyện anh có đặt nhiều hôm nay vào ở đây không, thực tình anh cảm nhận được. Đó. Tôi nghĩ rằng là anh ấy sẽ có thể bảo bọc ở che đem lên hạnh phúc, còn có chỗ dựa cho cô giáo sau này đó. Thôi, khoảng cách không là gì cả, nếu chúng ta yêu nhau, nếu chúng ta hiểu nhau. Bây giờ thì quan trọng là hai người sẽ quyết định một nút bấm. Thôi, con để tay lên bấm đi, bên tay trái. Đây. Đây là điện thoại. Chúng ta thích, chúng ta bấm cho nhau cơ hội. Không thích, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau. Bởi vì đã đến tuổi này, chúng ta không còn gọi là thời gian nhiều ở đâu. Hãy yêu nhau, hãy chăm sóc, hãy chia sẻ với nhau. Hãy cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Linh thích điều đó, rất thích điều đó. Hãy nắm tay nhau nào. Đây bây giờ mình nắm tay nhau vậy nè. Dạ thôi được rồi. Nắm tay nhau. Đây là ở chưa biết nó đang tay nhau. Thấy chưa? Thấy thật tình ghê. Không. Thật ra nãy Ron chia sẻ rất là hay, tức là cái mối tình đầu đó cũng là vợ anh ấy, gần như cũng không có một cái sự yêu đương gì cho nó thăng hoa lắm. Có thể đó là tình nghĩa vợ chồng, có thể một chút cảm nhận, nhưng mà tình yêu chắc chưa có. Yêu nhau tha thiết lắm nên nghĩa chưa có, nên anh mới nói như vậy. Bây giờ thì nếu như anh tìm được tình yêu mà đúng rung động trái tim, cùng đồng cảm với anh, thì anh nghĩ rằng cái tình yêu của anh Ron rất là mãnh liệt luôn đó, bùng nổ luôn đúng luôn á. Anh thấy rằng trong ánh mắt quan tâm, cái thái độ tình cảm anh rất là gọi là nó thăng hoa đúng không Ron? Đúng vậy. Thế nó chỉ để cho bạn mình gái chứ không được nữa anh này. Anh những cái tài giải thì không có, thật chắc chắc anh luôn luôn làm cho mình trở thành người tốt hơn. Anh luôn luôn làm vợ con mình được an toàn. Chắc chắn điều này là cảm nhận được điều đó. Còn những cái thứ này nọ hay ho thì mình phải đã có. Bấm nút thì chúng ta luôn luôn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Không phải bấm nút vì một điều gì đó rồi chúng ta buông thả đi cái hình ảnh trước mặt mọi người. Linh nghĩ rằng nếu như mà về bên trai này thì Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ có thành một cặp đôi. Nhưng mà chị phải nhớ là tạo cơ hội chẳng nhiều nha. Cái gì mà chị cảm thấy nó không có đúng với lại cái sự kỳ vọng là mong muốn của chị thì chị cũng chia sẻ liền với ảnh. Tại vì chị là người thích chia sẻ mà đúng không? Cho nên là chị phải chia sẻ nhiều để cho hai người hiểu nhau. Tại vì khoảng cách của hai người nó cũng hơi xa. Thời gian đầu nó cũng sẽ khó khăn đó. Nên là hai anh chị cố gắng lên. Em rất là mong chờ cái thiệp cưới từ hai anh chị luôn. Thật ra Linh rất thích cái cặp đôi này và đặc biệt người đàn ông này rất là thật tình luôn đó. Không biết cái mối tình thứ nào, nhưng thật ra từ lúc gặp cảnh tới giờ đó không phải tặng ai cái đến quả lời vào đâu phải nói vô được mình thấy phải nói những cái rất là nhỏ như thế này rất là thú vị luôn. Cái gì nhìn cười luôn. Ăn mình ít, tụi nó ăn ít chứ. Mình ít, rất ít, nhưng mà tình cảm hơi nhiều. Rồi, chúc cho chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, sớm về chung một nhà nhé. Mình rất mong muốn như vậy đó. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn.